Sư cho con hỏi tại sao Hòa Thượng Thích Quảng Đức không giảng Pháp? Là một vị Bồ Tát đã ung dung tự thiêu như vậy thì vị ấy đã đạt tới tầng thiền thứ mấy thưa sư? Cái chuyện mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức á, nó dính dáng đến một cái giai đoạn lịch sử. Mà giai đoạn này á, chúng ta cần phải hiểu cái bối cảnh chính trị của nó nữa. Chứ nó không đơn giản là liên quan đến vấn đề tôn giáo. Cho nên á, ở Việt Nam mình á, thì những cái gì mà nó liên quan đến chính trị thì nó đều là vấn đề nhạy cảm. Cho nên là có những thứ mình biết thì mình biết với nhau, hoặc có nói thì chỉ nói ở trong một cái phạm vi nào đó, chứ không thể nào mà đăng đàn lên trên mạng để mà mình nói công khai cho thiên hạ biết được. Tại vì chính trị ở Việt Nam là một khía cạnh rất là nhạy cảm, cho nên quý vị thông cảm. Còn cái chuyện là Hòa Thượng Thích Quảng Đức có giảng Pháp hay không thì phải hỏi những vị cùng thời kỳ. Chứ còn bây giờ sư làm sao sư biết được. Và có một số điểm lưu ý như thế này. Tự thiêu thì khác với cái chuyện là người khác thiêu cho mình, bị người khác thiêu. Nó khác nhau. Rồi cái vấn đề mà quý vị hỏi là chứng thiền á, thì nó như sư nói, bản thân câu chuyện này nó rất là nhạy cảm, bởi vì có nhiều ý kiến trái chiều. Chúng ta có rất nhiều cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể bị thiêu mà không có phản ứng. Ví dụ như một cái người mà bị trên bàn mổ á, họ gây mê, thì khi họ mê như vậy á, họ có bị như thế nào đi nữa họ cũng không có tỉnh. Rồi còn nếu như mà mình nói về Phật giáo thì chứng các tầng thiền, nhưng mà các tầng thiền đó phải là tầng thiền rất là sâu, sâu lắm thì mới có thể loại bỏ được những cái cảm thọ của thân. Cho nên á, là mình cũng không biết được, nhưng chắc chắn không phải sơ thiền. Nếu như chứng thiền thì sơ thiền không có đủ định. Nhưng mà như sư nói, bây giờ chúng ta thiếu dữ liệu để chúng ta có thể phân tích. Và hơn nữa nó lại dính đến cái vấn đề chính trị, là một vấn đề nhạy cảm. Cho nên là cái chuyện này rất khó để mà biết được.